Cô ơi, sao cô bán hết hàng rồi mà cô vẫn ở đây không về vậy? Dạ cô, bữa nay á nhờ người mở hàng á họp, bởi vậy tôi đắt hàng quá chừng luôn. Mà cô biết không, không biết khách nào đó mà để quên cái bóp tiền ở đây. Bây giờ tôi phải ngồi tôi chờ người ta lại lấy cái để tôi về rồi. Người ta đâu có biết tôi ở đâu mà người ta kiếm. Cô ơi, sáng nay con có mua hàng ở đây á cô. Con có làm rơi một cái ví, không biết là cô có nhặt được không cô? Cô rơi cái bóp hả? Mà cái bóp cô nó màu gì? Dạ màu đen á cô. À, phải cái này à, màu đen nè. Phải của cô không? Cô coi Dạ. lại đi cô. Con cảm ơn cô. Dạ. Nè bà. Cái gì cô? Rõ ràng là sáng nay tôi bỏ ở trong ví 5 triệu mà. Sao giờ còn có mấy trăm vậy nè? Cô ơi, cô coi lại giùm tôi đi. Từ lúc mà tôi lụm được cái bóp này á, tôi để y vậy rồi tới lên cô lại tôi trả cho cô, tôi không có hề mở ra ở trong cô à. Tiền của tôi bao nhiêu á thì tôi biết. Giờ tôi nói với bà nè, một á là bà trả tiền lại cho tôi, hai là tối bà cùng nhau lên phường. Chàng ơi, tôi này cô có đang hiểu lầm gì không vậy? Nếu như mà cô ấy muốn lấy tiền của cô á thì cô ấy đã không ngồi đây từ chiều đến giờ rồi. Dạ đúng rồi. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, mấy người như vậy nè, nhìn một phát là biết liền, thấy tiền là sáng mắt ra thôi. Cô đang nói chuyện kiểu gì vậy? Cô coi lại giùm tôi thiệt tình tôi không có lấy mà cô à. Thôi được rồi, cô có thể cho tôi mượn cái ví được không? Làm gì thì cô cứ cho tôi mượn đi. Cô nói trong ví của cô có 5 triệu đúng không? Đúng rồi. Vậy cái ví này á không phải của cô rồi. Cô à, cô cầm lấy đi. Sau đó con dẫn cô lên phường rồi trình báo về cái ví này. Chứ cô mất công với mấy người vô ơn như này á, làm gì chứ? Dạ. Đi rồi cô. Dạ.